Tự nhiên tàn nhẫn như vậy. Ai? Ai tàn nhẫn như ai? Dung! Anh sao? Thôi cô hãy cầm đi. Từ trước khi tới nay, lòng dạ của cô đã phản bội tôi mà nghĩ nói cũng vì tình. Thôi thôi tôi quán này, ai yêu gì? Số phận của tôi bà cứ thức vô duyên. Anh sáng ơi em nào dám đâu thay và đôi lòng. Nói chia tiếng thủy chung mà làm cho tim tôi càng thêm đau nhói. À cô có nói sẵn ra đi là mình đã hết tay hết ân, hết tình hết nghĩa hết nợ hết duyên rồi. Độc địa như vậy, một ngày nào đó anh sẽ hiểu được anh ba. Ừ, hiểu anh ba lắm. Lúc trước tôi kính nể má, tôi thương anh ba, cho nên tôi mới đem thân tù tội ra mà tôi cứu ảnh. Nhưng bây giờ anh ba cũng không phải là anh ba nữa. Còn cô không phải là cô nữa. Cô nói cô quan phải không? Trời ơi, cái chuyện này quan cho em lắm anh à. Đúng rồi, cô quan, cô cải thiệt tình vậy phải không? Dạ. Rồi cô coi đi là qua xong rồi chưa? Cái gì đây? Chụp hình với ai đây? Hả? Chụp hình ngay đây, coi đừng có dòm tôi, tức quá mà. Hả? Trời ơi, tại sao lại có tấm hình ác liệt như thế này? Không, anh Sang ơi, em không có bao giờ chụp hình chung với anh ba hết á. Cái này không chụp bằng giày nữa hả? Ngồi khích rịch vậy còn không chụp nữa. Trời ơi này. Phải rồi, người ta trắng tẻo mập mập lại còn đẹp trai, ai như tôi ốm nhất ốm nheo mà lại còn đen thui đen thích nữa. Bây giờ cô định muốn chạy trốn việc làm tồi bại của cô phải không? Đến cô bây giờ nè. Trời ơi anh Sang ơi, anh hiểu cho em mà anh Sang. Hiểu cái gì nữa? Em vẫn mong một ngày nào đó hai đứa mình nên chồng nên vợ. Thôi được rồi, đủ rồi, chồng vợ nhiều quá rồi, tôi khổ nhiều lắm rồi cô biết không? Cực quá mà. Sang gì nữa? Sang gì nữa mà sang? Nhiều cho em bàn sang. Anh cô bây giờ nè. Anh Sang ơi, anh là người đang đứng giữa đêm đen thì đừng dối cho rằng em gây nên tôi. Anh chưa hiểu được em chưa bước ra dùng anh Sang thì đừng dối cho rằng em bội phán tình.
đường chung chí hướng. Bây giờ thì nẻo ai thì nấy bước, còn đường ai thì cứ đi đi, chê tôi thì thôi, đừng có nhắc nữa. Con đường em đi hẳn sẽ gặp nhiều gian khổ, nhưng em tin rằng bên cạnh sẽ có anh. Nhưng bây giờ anh đã ngoảnh mặt quay lưng, con đường định mệnh đã phân chia hai lối rẽ. Anh nói rằng anh đang đau khổ, nhưng chính em là người đau khổ nhiều hơn. Ngày nào nói tiếng yêu thương, bây giờ duyên nợ trở nên hận thù. Ai ơi thấu cho lòng tôi, chờ mà sao ai mãi nghi ngờ tâm tình tôi. Thôi được rồi, chuyện tình giữa tôi và cô kể từ bây giờ chấm dứt. Anh Sang, đôi bông đâu rồi? À, tưởng là cho ba Cường nữa rồi chứ. Thôi trả đây. À, thôi thôi được rồi, nói chơi với cô vậy á, cho cô luôn đó. Cô về lấy chồng khác làm ăn đi. Đi, đừng bao giờ nhìn cô nữa nha. Về lấy chồng khác làm ăn đi. Anh Sang, đi. Anh Sang, anh đi hiểu cho em mà anh Sang. Nhưng em đi đây, sau một ngày nào đó anh sẽ hiểu em. Em đi. Nó vừa chạy vừa khóc mà nó kêu nó lợi nó không lợi hả mẹ ăn hiếp nó phải không? Rồi chú đi đâu đây? Thì tao đi kiếm mày mấy hôm nay nè, mày làm gì mày bỏ nhà bỏ cửa sai xưa làm kỳ cục cái mày. Buồn quá chú ba. Buồn thì nói chú nghe. Cuộc đời của người ta nó đã sang ngang rồi. Ai sang ngang? Thì dung chứ còn ai nữa. Tầm bậy tầm bạ nè, có từ từ cái gì đó nói chú nghe. Gì mà từ từ rõ với ban ngày là chú không thấy ra sao? Đừng có miếu miếu cái miệng mày nhọn quắc là xấu lắm. Mày nó nhọn sẵn rồi sao bây giờ? Nè bây giờ có gì nói tao nghe, tao giải quyết cho. Con gỗ quá chú ba. À. Con tức quá chú ba, con hỏi chú ba có tức không? Không. Rồi chú không tức. Chuyện của mày với chuyện tao sao tao tức? Trời ơi, khổ muốn chết mà gặp chú trả lời nhiều câu còn muốn tức ruột được nữa. Thì bây giờ chú hỏi là có cái gì mày trình bày cho rõ ràng đi, rồi chú giải quyết cho. Ừ, mày làm gì sao mà không, không có được. Bây giờ chú ba nhớ cái ngày đám hỏi giữa con với Dung không? Sao không nhớ cái ngày đó là tao nhậu tao sai mày cõng tao về chứ đâu? Rồi, phải rồi, ngay chốc rồi vậy là chú nhớ rồi đó. À. Mà bây giờ rồi chú coi phải không? À. Lúc đó mà khi hai họ đàn trai đàn gái ta về hết rồi. À. Rồi con mới nói thơm ấy Dung ra chụp với anh tấm hình đi làm kỷ niệm chơi. Bậy, kỷ lưỡng, kỷ... À, kỷ niệm. Kỷ niệm. À. Sao bây giờ không chụp mà chú con nó chụp chi nè. Tao biết rồi, giận lắm phải không? Chứ sao? Bây giờ nghe chú hỏi nè, mày nhớ kỹ coi mày có chụp hình viên Dung lần nào không? Trời ơi, làm gì mà có chụp được. Con bữa đó con rủ Dung chụp cho con tấm hình vậy. Thôi, con chụp mắc cỡ rồi. Ờ, thì người ta con gái người ta mắc cỡ chứ sao? Bây giờ mày chú coi gì nên mới tức đó chứ. Thôi thôi khỏi coi, tao biết rồi. Như vậy là tức lắm không? Dạ. Mày chắc chắn với tao là không có chụp hình không với Dung không? Chụp hình Dung không bao giờ hả? Không. Được rồi, đứng chờ tao 5 phút. Con thề với chú đó. Mày chờ tao. Thôi con đâu có cần tiền, chú ba con khổ quá mà. Chú ba biết chú... cái tánh của tao thôi, mà. Chú ba. Tao rộng lượng lắm, hả? Tao không phải tao nói là không có đâu. Mà biết là tao hết sức ngọt ngào, nghe không? Trời ơi chứ. Lòng dạ tao mày biết là không có phải là mày muốn nói sao nói được. Tao nói cái gì là có cái đó, nghe không? Tao nói có sắc mắt đó, đó. Mày thấy không? Đâu có phải vậy. Đó, mày nói mày không có chụp ở đây, mày coi kỹ coi thằng chó nào đây. Thằng chó nào? Thì thằng chó mà con... Chó nào? Ủa thằng chó con rồi chú. Còn gì nữa? Ở sao kỳ đó. Còn gì sao kỳ? Bởi vì tao... Con đâu có chụp. Thì bởi vậy tao mới nói là cái gì cũng phải bình tĩnh. Con tìm người lớn bạn bè để giải thích.
chưa cái gì hết là nhảy đông đông như là nước sôi vậy hả? Nè, đây là cái kỹ thuật ghép hình của thằng Định, thấy không? Ba Cường có chụp hình với con Dung đâu mà có hình Ba Cường với Dung, cũng như con có chụp hình với Dung đâu mà có hình của con với lại Dung này, thấy không? Dạ. Sở dĩ Địch nó làm vậy là nó muốn ly gián cái tình cảm của con với Dung, cũng như nó làm vậy để mà hại uy tín của cán bộ là anh Ba Cường đó, để cho mày bất mãn, mày giận, nghĩ rằng anh Ba Cường lấy vợ mày đó, rồi mày mới đi theo Địch rồi lấy súng để về giết hại đồng bào. Cái chuyện đó là mày đáng tội vô cùng, thấy không? Dạ. Đó, cho nên bây giờ đó mày phải làm sao, mày phải làm sao đi tìm Dung, đi tìm Dung để mà giải thích cho nó biết cho thù để nó. Bây giờ Dung đi rồi có biết sao bây giờ? Thì bây giờ phải chạy tìm kiếm năn nỉ giải thích cho nó hiểu cho sao giờ. Dung ơi. Phải phải. Nè, đó đó, đó làm cho tao chóng mặt đi, làm cho tao mày chóng mặt đi. Dung ơi anh ơi. Như gà mắc đẻ vậy nè, tao chóng mặt lắm rồi. Dung, đứng lại. Làm gì chứ gà mắc đẻ vậy? Mày đi tìm Dung thì mày lỡ nhà nó, mày làm như vòng vòng la hết vậy. Dung chạy đâu con biết ra giờ tìm mày chú ba, bây giờ làm sao vậy Dung? Không hiểu con vậy. Bây giờ mày không biết làm sao hả? Thì phải nghe tôi dạy nè. Bây giờ chú ba vậy. Sang ơi. Dạ. Vậy thì bây giờ cô hãy nghe lời chú, mau mau đi tìm Dung để giải bài hơn thì. Tiếp luôn cho ba, tiếp luôn cho ba, tiếp này nè chú ba. Mày hối quá tao quên mày. Nghe từ từ. Dù cho cách trở quan sang dặm ngàn thiên lý, kẻ chân mây người gốc biển, hay phải vượt qua trăm non bảy núi trăm suối ngàn sông, con cũng phải đáng tìm kiếm cho được gặp Dung để mà nói cho. Thôi để tao nói cho nó gọn, ca mệt thế bộ nội mà tao nhắm tao ca, tao không ăn mày đâu, thấy không? Bây giờ vậy dạ. Đứa con giờ tìm kiếm gặp Dung dạ. Nói giải thích cho nó nghe dạ. Cái chuyện này là do hiểu lầm, do Địch nó muốn gây ly dạ, gián, nó dùng cái kỹ thuật ghép hình để làm hai đứa con dạ, giận dạ, nhau rồi, đó rồi. Cho nói cho khéo phải không? Anh làm cách nào năn nỉ nó để trong thôn nó giận rồi nó đi tự giận hay gì là mày mang tội dạ, dạ, phải không? Bây giờ phước của chú ba con nhờ quá xá rồi, bây giờ con làm sân đền ơn chú ba. Ôi mày ơn nghĩa cái gì không, tao coi hai đứa mày như con cháu, mong sao là cái ngày hai đứa bay làm lành đó dạ, chỉ cần mời tao đến tụi bay đâm chát muối ớt thôi là tao vui rồi. Dạ đâu có được chú ba, bây giờ công cán chú ba lớn quá, con phải làm thế nào chứ muối ớt con không được của chú ba. Chưa gì hết rồi, tao nói chưa hết, muối ớt mặn chát ai ăn đó, sau khi đâm chát muối ớt rồi mày làm gà xé thai thôi đó, rồi chấm nhuyễn nhuyễn là tao đậu lai ra hết tao vui rồi. Dạ thôi không chú ba con nhớ quá chú ba. Không sao sao thôi, bây giờ là chú đi dạ. Chú lên nói với chị Tư, cô Tám, Thiếu Năm rồi đó để người ta dạ, hiểu dạ. Dung cho dạ. Ta hiểu lầm không, bây giờ mày phải tìm kiếm dạ, bây giờ tao ăn đi nè. Ao mày nè dạ, thôi đi đi con, có gì nói chú ba. Ôi đẹp trai quá ta. Ôi mà có duyên quá, xứng đôi vừa lửa quá. Hình Ba Cường kỳ quá. Sao có đẹp bằng tôi. Ba Cường bỏ đây nè. Ôi đẹp quá là Dung. Ơi Dung ơi. Dung ơi. Dung ơi. Anh Sang, anh đứng lại nghe em nói lần nữa nè anh Sang. Nói gì nữa anh nói. Còn gì đâu mà nói cô. Em biết em đang hờn, đang giận. Giận gì? Nhưng em không muốn mất anh. Em không muốn làng xóm này mất đi một đứa con quên nguồn, quên cội. Nhưng tại sao anh cứ lẩn trốn em hoài vậy? Lẩn tránh cô là tại vì tôi không muốn gặp cô thôi chứ tôi biết. Lúc này cô đau, cô bệnh hoạn tôi cũng biết mà. Cô xanh xao giòn giọt lắm kìa. Anh biết, nhưng tại sao anh cứ lẩn trốn em? Anh ơi, những nỗi sầu thương còn chồng lên trí nhớ. Đêm lạnh về khuya em nằm trăn trở, gọi mãi tên anh trong giấc chớ mơ. Yeah.
cơm khô chia nhau ăn với muối. Nhưng miệng anh cười mắt cũng sáng nhìn em. Rồi kỷ niệm cũng lớn lên tuổi đời hai đứa. Mình yêu nhau nhớ buổi tối gặp dần công. Với anh trăng khuyên thỏ thẻ với em rằng Dung ơi giàu cho và cũng đổi sao dời. Anh vẫn một già chải dài trên má à. Có một lần anh nhớ hai đứa đi coi hát cải lương, nhưng mà đâu có coi hát. Hai đứa mà ra sao đình á, là cùng nhau tâm sự. Anh mới nắm tay em, anh mới vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em. Lần này là lần thứ mấy chục rồi hỡi mặt nhìn anh mà em cười, mà nước mắt cứ chảy dài trên má, đúng không nè? Ôi mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, đến trọn đời em đi cắt trong tim. Bây giờ cho anh ăn nỉ được không? Anh biết rồi, tại cái lỗi của anh nó nóng quá là anh đâu có biết làm sao nữa giờ. Ghét quá à, chưa gì cái nói này nói nọ anh ta, chưa gì cái đòi đâu bông lại nè. Đúng không? Trời ơi, anh đòi là anh làm bộ vậy thôi, anh cũng cho em luôn vậy chứ bộ. Thôi đừng giận nữa. Nghe không? Cho anh nắm tay cái được không nè. Rồi mấy mốt rồi đó, rồi có mà nếu mà hai đứa mình có lành với nhau rồi, rồi tiệc cưới đó rồi anh xin anh tạ lỗi nè, chịu không nè? Chịu. Thôi bây giờ về nha không? Em đừng buồn anh nữa được không? Rồi xin lỗi chú ba này cái những việc làm như vậy. Phải không? Anh xin luôn cô bác với lại chú ba Cường luôn phải không? Thôi dầm về nha.